Chương trình Thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Điện xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào ông Điện. Chào cô Vân Anh, chào quý khán thính giả của đài. Vâng, và ngày hôm nay thì ông Đỗ Như Điện sẽ tiếp tục với tình hình bầu cử rất là sôi nổi tại Hoa Kỳ trong một vài tuần lễ sắp tới đây. Phải ông chú Điện? Vâng, trong cái lần trước chúng tôi có nói rằng là nếu trường hợp mà ông Donald Trump thắng thì cái tình hình nước Mỹ sẽ như thế nào? Thì bây giờ tôi đi sâu vào vấn đề một chút. Có hai điểm tôi muốn trình bày với quý vị. Thứ nhất là hiện tại Đảng Cộng Hòa đang có khủng hoảng. Và cái vấn đề thứ hai tôi sẽ nói rằng nếu như bà Hillary thắng cử, và cho đến bây giờ những cái thăm dò thì thấy là bà ấy thắng, vậy thì Đảng Cộng Hòa phải tính cái gì? Đó là cái chuyện mà nó rất là... Và thêm vào đó thì ông Donald Trump cũng là một người chưa có kinh nghiệm trong vấn đề chính trường, phải không ạ? Vâng, thì chúng ta thấy rằng trong mấy tuần qua đó, thì nhất là trước cái cuộc tranh luận lần thứ hai, bên phía Đảng Cộng Hòa lúc đầu thì họ đã gọi là bắt tay nhau để mà quyết định ủng hộ Donald Trump, dầu Donald Trump gì đi nữa. Thế thì trong khi mà cái video mà tấn công ông Donald Trump nêu ra những cái chuyện trời ơi, rất rỡ chuyện rủi bu đó, thì rất nhiều chính trị gia Đảng Cộng Hòa lên tiếng nói rằng tôi không thể ủng hộ cho ông Donald Trump được. Và đặc biệt là ông Paul Ryan, tức là chủ tịch quốc hội đương nhiệm, là người gọi là có thẩm quyền nhất trong Đảng Cộng Hòa bây giờ, thì cũng kêu gọi một cái cuộc gọi là thảo luận gấp rút, thì cho biết rằng có đến hơn 70 những chính trị gia trong Đảng Cộng Hòa là buồn và muốn không ủng hộ nữa. Đó. Thì bây giờ Đảng Cộng Hòa phải có cái chiến thuật là thôi đi, bây giờ chúng ta không ủng hộ Donald Trump nữa vì Donald Trump rất là khó thắng rồi, thì nếu để như vậy chúng ta sẽ mất bên phía hành pháp tổng thống và có thể mất luôn cả thượng viện hạ viện, thì như vậy nước Mỹ sẽ như thế nào? Đó là cái câu hỏi rất lớn, bởi vì chúng ta biết cái nước Mỹ này nó cái phân quyền của nó luôn luôn giữ chân nhau balancing bởi ba cái cơ cấu, tức là hành pháp, tư pháp và lập pháp. Thế thì bây giờ nếu cả hành pháp lẫn lập pháp mà trong Đảng Dân Chủ thì Đảng Cộng Hòa trở lên con zero. Và tất cả, ông dùng một cái chữ là như vậy thì chẳng khác nào chúng ta đưa cho bà Tổng thống Clinton một cái blank check. Bởi vì sao? Hạ viện là cái chỗ kiểm soát tiền của nước Mỹ này. Tức là nắm cái quyền sinh sát về tiền bạc. Vì vậy Đảng Cộng Hòa mới phải có đưa ra cái chiến thuật. Và khi họ thảo luận với nhau thì những người ủng hộ ông Trump thấy rằng nhiều chính trị gia ủng hộ không ủng hộ ông Trump nữa, thì ngay ở Washington DC họ tổ chức một cái cuộc biểu tình không đông, nhưng mà những người ủng hộ ông Trump họ đặt một vấn đề. Quý vị thấy họ đặt vấn đề gì mà họ đúng rất, tuy là nhỏ nhưng mà rất đúng, nói các ông là chính trị gia, các ông có quyền hay không có quyền, các ông có quyền bỏ phiếu cho ông ủng hộ ông Donald Trump hay không ủng hộ cho ông Donald Trump, nhưng mà các ông quên rằng việc ông Donald Trump được nominate, được gọi là đề cử là do chúng tôi, là do người dân. Chúng tôi quyết định chứ không phải các ông quyết định. Do đó các ông không có quyền bỏ rơi. Đó là những người mà ủng hộ ông Donald Trump. Họ nói rằng đây là nước dân chủ và ông Donald Trump đã đi từ bước đầu, đã đánh bại 15 ứng cử viên khác. Để đó không phải là các chính trị gia làm mà đó là người dân làm. Cũng như bên phía Cộng Hòa, bên phía Dân Chủ, những người ta không ưa, lúc đầu ta ủng hộ ông Sanders. Bây giờ ta nói gì? Nếu quý vị mà không ủng hộ bà Hillary Clinton, đó là cái tiếng nói của người dân, không có quyền bỏ. Do đó những người vote cho ông Donald Trump hay là những người vote cho bà Hillary Clinton, họ có cái lập trường của họ và họ nói rõ, chúng tôi quyết định chọn người này, chúng tôi quyết định chọn ông Trump. Dầu ông có chuyện này chuyện kia đi nữa, nhưng mà chúng tôi đã chọn rồi. Đấy. Vậy thì bên Đảng Cộng Hòa phải tính cái gì? Đảng Cộng Hòa phải ngồi tính lại là thôi, bây giờ cái quyền quyết định là của mỗi người.
Bây giờ cái quan trọng là các anh phải về địa phương. Các anh làm thế nào để mà thắng cử ở địa phương, để lỡ ra chúng ta thất bại ở Tổng thống, chúng ta mất tòa Bạch Cung, thì ít nhất cũng còn giữ được Hạ viện, Thượng viện. Chứ nếu không mà mất luôn thì như thế nào? Do đó chúng ta thấy rằng các ngày từ nay tới những ngày bầu cử, những vị dân biểu mà Cộng Hòa họ sẽ phải vận động ráo riết để họ giữ được cái cử tri. Và chúng ta biết rằng nếu theo dõi suốt cả trăm năm những cái cuộc bầu cử ở Mỹ này, ít khi tôi không nhớ là có khi nào mà một đảng mà nắm cả hành pháp tư pháp đâu, người dân họ bỏ phiếu rất khôn. Đó là cái chúng ta thấy, đó là cái nền tảng dân chủ và phân quyền của nước Mỹ, nó stable, nó chắc chắn ở cái điểm đó. Thành ra Donald Trump tôi không dám cá là chắc, nhưng mà vẫn có nhiều yếu tố thắng. Cái yếu tố thứ nhất là tôi nói cái chuyện cá nhân đã bỏ đi rồi, chuyện cá nhân mà chuyện lam nhem bỏ đi rồi. Nhưng mà ông cũng có một chiến thuật rất là hay chứ, thế đó, thì đó, chẳng hạn như người ta nói rằng à, ông này lôi thôi, nhưng mà bảo quá tôi ly dị bà vợ thứ nhất, tôi lấy bà vợ thứ hai, pháp luật. Hay là nói chuyện kỳ vừa rồi tranh cử có cái chuyện là nôi cái thuế của ông ra. Người ta hỏi cái đài CNN hỏi là thế ông có dùng cái số tiền mà 918 triệu ông lỗ để mà ông làm thuế không? Bảo có chứ. Đưa cái hồ sơ thuế ra là một cái điều có lợi cho ông Trump chứ không phải bất lợi. Là vì sao? Ông ấy nói liền, luật thuế của nước Mỹ cho phép như vậy. Tôi có làm gì khác đâu. Bởi nếu mà tôi làm sai á, thì sở thuế IRS người ta dí tôi. Chứ là quý vị muốn à, tôi có làm sai luật đâu. Nếu không thì cứ đi hỏi bên IRS, tôi có sai luật đâu. Tôi lỗ và tôi có quyền claim, tôi có quyền làm tiếp. Đó là cái chuyện luật thuế nước Mỹ. Bà Clinton 30 năm rồi làm trong chính quyền, nếu bà ấy nói thì bây giờ bà ấy sửa đi. Bà không sửa thì nói gì tôi nữa. Đó là những cái điều mà tuy là nói như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cái vấn đề chính trị này nó có nhiều điểm mà mình không thấy hết được đâu. Dạ vâng. Là một người cử tri, chú định nghĩ như thế nào? Giống như chú nói là cái tiểu bang California thì đã được sắp xếp như vậy rồi, cho nên cái số lượng những người mà còn lưỡng lự không đi bỏ phiếu cũng không có đem tới một cái sự khác biệt gì hết. Nhưng chú nghĩ sao nếu mà cộng đồng người Việt của chúng ta, thôi tôi chán rồi, tôi không, hai người đều không xứng đáng thì tôi bỏ phiếu, tôi không đi bầu luôn, thì chú nghĩ là cái sự quyết định không đi bầu và đi bầu nó có lợi gì cho cái sự hiện diện của cộng đồng người Việt của chúng trở ta? Trở về cái câu hỏi của cô Vân Anh nhé, thưa quý thính giả, dầu chúng ta biết vậy nhưng mà sự bỏ cái lá phiếu của chúng ta nó rất quan trọng. Cái quan trọng thứ nhất là chứng tỏ sự quan tâm của người công dân đối với một cái quốc gia. Đó là cái quyền tối thượng. Mà mình bỏ cái quyền tối thượng, mình không thi hành cái quyền tối thượng ấy là mình thiếu sót. Cái thứ hai, chúng ta có nhiều lý do để chọn những người ứng cử tại địa phương này. Tôi bây giờ thí dụ quý vị ở đây là có 5 vị dân biểu. Nếu quý vị ở trong đơn vị nào thì ít nhất có 2 hay 3 ứng cử viên, có 2 ứng cử viên. Chọn ứng cử viên nào quý vị thích để chúng ta còn gõ cửa những người đó. Thí dụ bây giờ trong cộng đồng của chúng ta có một vấn đề gì, chúng ta nói với ai? Tôi bỏ phiếu cho ông, tôi trong đơn vị ông. Bây giờ tôi thấy vấn đề này, vấn đề Việt Nam này, vấn đề nhân quyền Việt Nam này, tôi muốn nói, yêu cầu ông can thiệp. Ông có tiếng nói ở Quốc hội, thì họ mới nghe. Còn bây giờ mình không làm gì cả, mình không bỏ phiếu. Họ nhìn vào cái số cử tri của người Việt Nam, thí dụ San Diego có 30 mấy ngàn người mà chỉ có nèo tèo mấy trăm người đi bỏ phiếu. Thì họ thấy là những người này họ chả quan tâm gì đất nước cả. Thế họ không có đóng góp cho cái chính cái quyền công dân của họ thì lấy gì mà nói chuyện. Do đó tuy vậy xin quý vị ghi danh bỏ phiếu. Nếu không đến phòng phiếu được thì chịu khó ghi danh bỏ phiếu khiếm diện. Người ta gửi lá phiếu về nhà, mình bỏ xong bỏ bao thư gửi đi. Thế thôi, tiện vô cùng là tiện. Và không phải là chúng ta chỉ bầu hai vị tổng thống mà còn những người đại diện cho địa phương đúng của chúng rồi, ta. Đúng rất rồi, là quan trọng phải không ạ? Cô nhắc cái điều đó, tôi cũng xin nhắc luôn là ngoài vấn đề bầu cử tổng thống, kỳ này ở California còn có bầu thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang California, bầu các vị dân biểu cứ 2 năm một lần ở đại diện cho chúng ta, bầu các nghị viện của California, Thượng viện California, Hạ viện California,
bầu các nghị viên thành phố và quyết định những những cái giải pháp, những cái solution mà ở đây thí dụ như về giáo dục, về tăng thuế, về những cái chuyện mà chính quyền địa phương họ đưa ra. Nếu chúng ta không đi bầu thì chúng ta không quyết định được, và khi người ta quyết định rồi thì mình ráng chịu thôi. Và bầu cho những dự luật, có rất là nhiều dự luật. Dạ trong... đúng rồi, dạ, những vâng. dự luật đó, những dạ, dự luật đó. Dạ, vâng. Thì cái lá phiếu khi quý vị lẽ ra hàng năm khi mà chúng tôi còn có điều kiện đó, thì hàng năm chúng tôi đều có cái buổi giới thiệu những cái issue đó để cho bà con biết, nhưng năm nay thì xin lỗi tôi hơi bận thì đã không làm được công việc đó. Vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn trong phần thời sự ngày hôm nay, và xin thân ái chào tạm biệt. Vâng, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn cô bữa nay.